sáng 22 tháng 8 tại nhà khách quân đội 1A Nguyễn Tri Phương, Hà Nội, đoàn sĩ quan trẻ Singapore do Thiếu tướng Wong Waikit làm trưởng đoàn đã chính thức bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ, chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam-Singapore lần thứ ba. Mục đích của chương trình là nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa sĩ quan trẻ hai nước, góp phần khẳng định quyết tâm của sĩ quan trẻ hai nước trong việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác chiến lược giữa nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam và Singapore. Theo kế hoạch, từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8, đoàn sĩ quan trẻ Singapore sẽ tham gia các hoạt động giao lưu với các sĩ quan trẻ Việt Nam tại các đơn vị của ba lực lượng không quân, hải quân, lục quân và tham quan một số danh lam thắng cảnh tại Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.